Xin chào mọi người, hôm nay cô lại đi thi đây. Hôm nay là chính thức thi để lấy bằng lái xe nha. Thì hôm nay sẽ thi lái ngoài đường. Không biết nó sẽ như thế nào. Tâm trạng thì nó sẽ hồi hộp gấp 10 lần so với lần trước. Mong rằng kết quả sẽ tốt đẹp. Sẽ không có tốn tiền thi lại nha. Ở tờ. Lên nhà. Ở lên nhà. Ông đèn. Tôi đi thay nhà. Ông đang bị đau bụng. Bye bye. キスしたね。バイバイ。終わった。お腹すいた。パピー、お腹すいたんですけど帰る？あ？帰る。何時から？明日から。何で明日から？また勉強。何勉強？失敗したから。何失敗した？試験。はいはい。あなたはいつもパピーにしょう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 し
頑張ったけどね。うん。ああ。ご飯食べて。もうまあご飯中。はい、どうぞ。今はご飯時間。Are you okay? マグワ。どういうマグワ？マグワ。マグワ。あよかい。いつも失敗するはダメ。何時から？何何時から待ってるんだけど。自分は失敗する言ったでしょ。何で失敗したの？え、自分言ったでしょ、チンコ。マクワ。マクワ。いえ。クワクワ。レッツゴー。パピー待ってるんですよ。何待ってる？あなた知ってんから。違う、待った。マクワ。いやいや、あとは、いって、もし中間語学は、新しい英単語を感じた。No、あなたはそれはまだ2年ないでしょ。2年終わったの。あ ?2 年終わったんですか ?2 年終わったら OK、自分で買ってください。はーい。マークは。マークは。あなたは焼肉行ったり、ゲッタイテ行ったり。ああ、ふーん。ああ。なんでみんな誰も新しくなって。なんでみんな新しい。そんなんは自分で買ってください。マミカだけど、マミは嫌でしょ？何よ？マミ欲しいわ、マミは買ってくれてあげるプレゼントしよう。なんでポピープレゼントしないって言ったの？そんなほら、応援するでしょ、プレゼント。マミは、マミは頑張った行こうからは、そんなプレゼントあげるみたいな。マミ頑張るわ、バーベキュー、バーベキューじゃないわ。バーベキューは前にでしょけど、まあ、バーベキューはまだ食べないもん。あなた、焼肉全部終わってからで行ってきた。マークはね、あなたはそんなそんなする。
まあ怖ねえ。いつもいつもそうやってそうやってよく覚えて。ああ、何 iPhone 14 Pro。 違う、 どれ違う、 Max 違う、どれ何どれ違う、前冗談でしょ。まあ怖い、どれが、まあ怖い、まあ怖い、そんなお金無駄でしょ。まあ怖い、どれ、ああ、ああ、買う、ちょなお、たとろくまみは、怒ってるまみは、ふぬはパピー買う、まみあげる、オッケー、いらない、まあ怖い、いらない、まあ怖い、どれ、私、おとももしかうら、ちゅまはおとはぶっ飛ばす。どれ？ちゅまとおと話しなよ。どれ？信じる？どれ？あれ、あなた欲しいって言ったから。ちゅまは冗談でしょ？パピーはマミ、あなたさっき欲しいって言ったからパピーはそんな買う人になった。え、今私は欲しくないになった。今私はあなたあげる人になった。欲しがうわ、マミぶっ飛ばす。ああ、もしあなたがそんなこと言うわ、パピーぶっ飛ばす。寝るぞ。痛い痛い、マークはおい、痛いよいよ、どれどれ、洋さんでしょ。 iPhone どれ、プロ、わかな、そんなお金は嵐のお金だよ。もしよ、高いわ、ちゅまぶっ飛ばしね。どれ、わかんないの、どれがいいの、どれかな、どれがいいの、プロマックス、プロ、どれ、1、2、3、4、買わない、ちまは買わない。うん、待って、これ何、プロマックスか、何、うん、何や、あ、注文しました。またな、あとも注文だよ、マミ本当に怒るよ。Sao? Cửa mở, cửa mở, cửa mở. Ôi trời. Sao ông nói vậy? Sao con buồn mà bà cười? Cái mặt mơ bà là nghi rồi. Sao? Cái mặt mơ bà là nghi rồi. Nói nè, tên nó. Nói nè, tên nó. Hả? Nói nè, kiếm. Rồi xé đây. Hả? Nó nè, nó đi hôn xí hả? Nó nè. Yeah. Cười gì hả? Cười gì trời? Thì có cười như vậy. Rồi đây, tức nữa rồi đó. Giận thiệt luôn á. Vậy chứ hồi sáng giận là gì? Về sớm là có, về trễ thì đậu mà. Về sớm là về lúc trưa, còn bây giờ là chiều rồi. Rồi hỏi gì chứ, mới có 1:30 à. Đứng ở nhà giá cho nó đừng về, nghe tiếng mở cửa. Giá đừng phải. Nghe tiếng xe đậu giá đừng phải. Giờ mới 1:30 gì á. Mẹ mày làm tao hiểu nói cười, mẹ cười. Bà hãy suy nghĩ à, tại sao mình có thể đẻ ra được một đứa con gái thông minh như vậy, giỏi giang như vậy, đúng không?
Tôi không biết, tôi qua tôi giờ đậu mà ghét mấy mẹ. Cười ra nước mắt mà nằm bị cười. Sao thì đậu rồi ơi, đã người ta nói gì à? Thiệt hả? Chắc lên tân xong với bảo. Trời ơi, tôi nấu nồi chè tôi cúng rồi á, tôi lại mấy ngàn lại cho mấy người á, chứ không phải chuyện chơi đâu nha. Trời ơi, vậy là trên nay về có chè ăn rồi. Trời đất ơi, thiệt hả? Đậu hả? Đậu ơi, cái gì nó tại nơi tại cả? Nơi này tôi mà đâu có thể nói. Chẳng nói quá à? No, 私は泣く心な。Ông nói á, ông nói là chưa có đậu hẳn, còn phải đi thi cái nữa là ngày mai á, lên trên đó phải làm một bài test nữa, nếu đậu mới lấy được cái bằng. Còn bây giờ là chỉ kiểu như ông nói là bây giờ là chỉ có cái bằng mà lấy tạm thời thôi, ngày mai nữa nếu mà lấy được cái bằng chính thức cái rồi ông mới khóc. Còn giờ mà khóc trước rồi. Ơi ngoại nhõng nhẽo à là chi ơi. Ai đây chị à? Đây cho phải. Đây. Trời ơi. Con cười lên đi. Ai đây chị ơi? Trời ơi, trời ơi. Ai đây chị à? Con gấu ơi. Nè, bữa nay mẹ thi đậu nha. Ơi, ba mẹ thi đậu nha. Hôm nay gia đình cơ sẽ bắt đầu đi làm thủ tục cuối cùng để lấy bằng lái xe, đó chính là đi thi lấy hết bằng hai nha mọi người. Thì hôm nay là hôm qua là cơ đi thi là thi thực hành, thì lý thuyết thì sẽ thi ở chỗ khác, cái chỗ này thì nó to hơn, là thi đậu mới lấy được cái bằng chính thức nha. Ê ơi, hôm nay có là xin đi cổ vũ mẹ nha. Rồi chúc mẹ con, chúc mẹ may mắn lấy được cái bằng về chở con đi siêu thị. À đây chị ơi. Ê, ngồi xin nai quá là rồi đó. Nai quá rồi nè. Hả? Nai quá là vô ca cớ. Nai quá rồi nè. Hả? Nai quá tầm mẹ. Hả tầm làm văn. Hả tầm làm văn. Làm văn. Zero. Rock. Zero, rock. Go. Number one, number one. Zero, rock, go, is it? Bongo. Zero, rock, go. Zero, rock, go. What's going on, right? Yeah. こっちおいで。Giờ hỏi mẹ mà mẹ có thi đậu không, con mừng con không uống sữa chứ không phải là con không uống. Để rồi mẹ đánh là quan mạng. À, mẹ có thi đậu hay không? Trước mắt là mẹ thi đậu hay không? Sao không uống sữa hay không? Okay. Nói con mừng con không uống sữa. Lì ha. Đánh đòn á, nay mặc đồ đẹp mà không chịu uống sữa. Nói gì vậy kìa? Nói gì? Hả?
ơi hả nè nè video xe nè xe xe nè もうちょっと遠い。じゃあ、やりないやりないな。もうちょっともうちょっと。それ石、石。じゃあ。マミが映ってんの。マミこっち。じゃあ。もうちょっともうちょっともう違う。こっちこっちこっちこっち。近い近いお母さん近いぞ。はいじゃあ。うん。オッケーオッケー。オッケー。うん。えだ。うん。はい。じゃあ。だら。はい。Chưa ngon đứa bạn. Đúng là học tài thiên phận chứ đâu mẹ. Ờ, có học con ma gì đâu. Ê. Nè, chứ nè. Nè, mẹ quay rồi. Dạ. Dạ. Rồi. Không uống luôn hả? Ừ, cho uống mấy lần rồi xô ra rồi đưa cho cha nó đưa cho uống xô ra cũng xô ra nằm cười không. Giờ lên xe rồi ngoại cho con uống sữa nha. Nha. Có ngủ không? Có ngủ một giấc lâu dữ. Nha. Ngoại cho sữa con uống nha. Làm gì sữa lơ con? Nè. Ngủ. Hả? Nhanh ha cừ nè, phải quá, phun xin đi. Số cô ở đây xin quá, tốt ta. Dạ. Tốt ta. À, tốt đấy. Tốt ta. À, tốt đấy. Đạc quá. Ơi, A Đa Chi ơi. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Ok. Arachi ơi. Arachi. Ok. Ôi. Cục vàng ơi. Cười cái, cười cái. À cháu đẹp quá ơi. Không. Arachi ơi. Arachi. Có chi? À, có chi? Có chi? À đây chi? Đó 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 đó. Đó. Nhấn vô tấm xà bông nha. Thấy không? Thấy. Đẹp mà đều có con cá chắc nắng cháu gì đó. À. Hey. Hey. Hey, to. Giờ là gần 8 giờ. Đây là một kỷ niệm sẽ không quên. Rồi, mọi người nhìn là mọi người đã thấy gì chưa? Cô mới có lên xe kia lái cái nửa tiếng thôi, cơ kén vô cái gì mà bây giờ là nó đúng một lỗ cho bé lửa. Rồi sau khi mà nhọn người ta giá tạm thời, mọi người nhét mấy cái cây gì luôn. Nhét mấy cái cây gì vô luôn nhưng mà không có cứu được. Rồi bây giờ hôm nay chắc gia đình cơ sẽ ngủ trên xe luôn. Bây giờ là sẽ đổi bánh xe trước ra bánh xe sau, đổi hai cái. Tại vì bánh sau thì nhiều khi nó ít hơn mọi người, để cho nó cầm cự để chạy tới được cái siêu thị 24 giờ. Rồi sẽ ngủ trên xe chứ. Sẽ ngủ ở trên xe rồi kiểu như là bây giờ cần nước sôi để cho Arashi uống sữa thôi. Tại vì cơ thì hút sữa mọi người, mà bây giờ là đâu có ổ điện đâu hút. Nó bây giờ là cầm cự. Tại bây giờ tất cả mọi cái tiệm sửa xe, em không hiểu bên Nhật sao luôn, bây giờ mỗi tiệm sửa xe bây giờ Nhật đã đóng cửa hết trơn, không có cái chỗ nào mà mở cửa. Rồi bây giờ có cái chỗ là hay cửa siêu thị 24 giờ thì có bán bánh xe, bán cái vỏ bánh xe này nè mọi người. Nhưng mà không ai chịu đọc hai bánh xe giùm chân. Ai cũng nói là không có dụng cụ cũng khó. Kiểu như là bây giờ là sao mà gọi là hết cấp á.
giờ chỉ có nước mà đợi tới sáng người ta mở cửa thì mới có người để hai cái bánh xe thôi. Còn bây giờ kêu mà xe cẩu mà về tới nhà tụi em thì rất là xa, tại vì từ đây về nhà của tụi em là khoảng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng, tại vì hôm nay là em đi lấy bằng lái xe là nó đi cái chỗ nó rất là xa á mọi người, mà xui đó. Thì Aki nãy giờ buồn, Aki nãy giờ buồn lắm. Aki nói là Aki có lỗi nếu mà Aki hai cái lớp xe này, tại vì lớp xe này cũng hơi mòn rồi nè, mà không phải hơi mòn mà là quá mòn á. Aki dự định là sang tuần là đi hai á mọi người, mà chưa kịp hai nữa là bây giờ nó dính vậy rồi, nên là Aki buồn. Aki nói là có lỗi, làm Aki làm ba ba không tốt, không biết tính toán để dạy dạy vợ con giờ ngủ trên xe. Buồn từ nãy giờ. Thì giờ nó. Tự nhiên nó